Sau hàng nhà đồ điện xin chào cả nhà. Cũng đã rất là lâu rồi, hôm nay mới về được chiếc máy massage chân. Rất là nhiều các bác khách hàng hỏi trong tầm nửa năm qua nhưng mà không có hàng để bán. Dịch bệnh làm cho mọi thứ nó ngưng trệ hết các bạn ạ. Lần này rất may mắn là em nhập được về chiếc máy massage chân hàng VIP. Một con hàng cực VIP coi nhá, đỉnh cao của hãng Fuji. Nói đến hãng Fuji này thì máy massage chân nó là đỉnh cao rồi. Con này thiết kế toàn bộ phần vỏ này bằng da hết, bằng da đấy các bạn, da nhé. Còn rất là mới, bằng da. Đấy. Một con máy massage chân siêu VIP, massage bàn chân cộng với cả bắp chân. Đấy. Bàn chân và bắp chân các bạn. Hình thức còn rất là mới. Phần vải còn gần như mới các bạn, rất ít dùng nhé. Phần vải còn gần như mới, rất là ít dùng luôn. Con này thì có các cái chế độ bóp thủ công bằng tay, mạnh nhẹ bằng 3 cấp độ đây, và chế độ bóp lập trình theo nhà sản xuất, theo bài các nhé, 3 bài trên nút này. Đặc biệt là con này trong này có khu vực điều chỉnh, điều chỉnh cái độ rộng nhẹ các bác nhé, độ rộng nhẹ của cái khe này. Đấy, rộng nhẹ của cái khe các bác nhé. Đấy, điều chỉnh bằng cái núm này. Đấy, mở ra thì nó sẽ tắt, nhưng mà điều chỉnh lại bằng cái núm này. Một con máy cực VIP luôn. Duy nhất cái model này nó có. Tiếp theo cho các bác xem ở phần này của nó, để lấy quay sách rồi. Trong này này các bạn này, bóp nhá, có cả bi lăn gan bàn chân, bi lăn gan bàn chân, bi ở đầu ngón chân, đủ cả bi đầu ngón chân các bạn nhá. Đấy, bi gan bàn chân cộng đây, hai bên má bàn chân đây cộng với bóp đùi. Đấy, rất là hiện đại. Một con đã bóp, gọi bóp chân full tính năng đấy, bóp chân full tính năng cực VIP luôn, rất là hiếm. Con này lâu lắm rồi, ngày xưa cách đây khoảng là tầm 5 rưỡi em cũng nhập được một con. Đấy, nhưng đến bây giờ thì cực lâu rồi, khách đặt tiếp một con nữa như này nhưng mà không có. Hôm nay mới về được một con này. Đấy, cực đẹp luôn. Con này em bán là 4,2 triệu cực VIP đấy các bạn nhé. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ. Máy Nhật này thì nó chạy điện 100 và em sẽ tặng các bác kèm một cục đuổi nguồn rời bên ngoài nhé. 4,2 triệu tặng kèm cục đuổi nguồn rời. Nếu các bạn nào có nhu cầu lấy thì các bạn liên hệ. Đặc biệt là con này còn có thêm cái chức năng là đây. Nâng chân nhé, nâng chân lên để có thể đổi vị trí. Đây, cực VIP luôn, bóp cực sướng. Các bạn mua cho người nhà hoặc các bác dùng tuyệt vời luôn. Xin chào các bác.